Chào các bạn, thì ở clip trước mình đã có hướng dẫn cho các bạn cách lên cái phần thân tạo họa tiết caro cho phần thân váy của mình rồi ha. Thì lúc này cái phần thân váy của mình nó đạt đạt được cái chiều dài như thế này rồi. Thì để kết thúc cái hàng móc này nè, mình sẽ tạo cái đường bằng cho cái điểm của mình á, cho cái điểm thân váy của mình á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu để tạo nè. Đầu tiên khác với cái cái hàng móc bên dưới á, các bạn đâm kim vào chân mũi dời cuối cùng của cái hàng tam giác này. Nhưng mà lần này để kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân kế bên ha. Ta sẽ không đâm kim vào chân mũi dời nữa mà đâm kim vào chân kế bên nè. Đây. Sau đó kéo len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Và đâm kim vào cái chân móc mũi dời đầu tiên. Móc vào đó một mũi móc đơn. Khi đã có được mũi móc đơn đầu tiên rồi thì lúc này mình sẽ có được bốn chân móc nó cũng tương tự giống như các cái họa tiết ô vuông á thì ta cũng có được bốn chân móc thì các bạn cũng đâm kim cho mình lần lượt vào bốn chân ha đây chân thứ nhất nè đâm kim vào đây và kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai kéo lên đâm kim vào chân móc thứ ba kéo lên và chân thứ tư cũng đâm kim và kéo lên sau đó cũng bỏ qua cho mình cái chân kế tiếp của cái chân thứ tư ha và móc vào cái chân kế tiếp của cái phần thân màu nâu nè kéo lên lần lượt kéo lên cho mình qua hai chân trên kim cho đến hết lúc này ta có được sáu chân trên kim ha hai chân lần thứ nhất nè tiếp tục hai chân lần thứ hai hai chân lần thứ ba và lưu ý cho mình nè để kết thúc á cuối cùng mình có ba chân móc thì ba chân móc cuối cùng này kéo lên cho mình qua hết ha đây hàng móc thứ hai ta sẽ có được ba chân móc đây ba cái chân móc này thì các bạn sẽ lần được đâm kim cho mình vào ba chân này ha đây chân đầu tiên nè tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai đâm kim vào chân thứ ba có bốn mũi trên kim rồi thì đâm kim vào chân kế tiếp của hàng màu nâu nè kéo lên lúc này mình sẽ có được năm mũi trên kim ha Khác với cái hàng móc phía dưới là ta có 6 mũi thì lúc này mình sẽ có 5 mũi nè. Lần lượt kéo lên cho mình qua hai chân trên kim cho đến khi trên kim của mình còn lại được 3 mũi thì các bạn kéo lên cho mình qua hết 3 chân trên kim ha. Hàng móc này nó sẽ giúp cho mình có được hai chân móc cho hàng móc kế tiếp nè. Đây là hai chân cho hàng móc kế tiếp nè. Thì cũng lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân này nha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp của màu nâu nè. Kéo lên. Kéo qua hai chân trên kim. Khi trên kim còn lại 3 mũi thì kéo qua ba chân trên kim ha. Tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng. Hàng móc thứ tư này ha, đâm kim vào chân cuối cùng Và cái chân móc mũi dời á, đầu tiên của cái hàng màu nâu phía dưới nè. Chân móc mũi dời đầu tiên cũng đâm kim vào đó và kéo lên lưu ý các cái hàng móc kết thúc này điểm cuối cùng mình đều kéo len qua ba chân trên kim hết ha thì lúc này mình có ba chân kéo len cho mình qua hết ba chân nè như vậy là mình đã viền được thẳng lại cái họa tiết đầu tiên ha kết thúc này thì đâm kim cho mình vào chân ta vừa móc đó luôn móc một mũi dời đây thì lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ bằng lại như thế này ha từ đây tiếp tục tạo cho mình một cái họa tiết bằng tức là một nửa tam giác còn lại cũng đâm kim vào bốn chân nè là tương tự cho mình giống như cái họa tiết đầu tiên ha đâm kim lần lượt vào bốn chân tiếp tục chân thứ hai nè kéo lên đâm kim vào chân thứ ba kéo lên tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ tư ta cũng bỏ qua cái chân móc xét chân móc thứ tư ha và đâm kim vào chân kế tiếp của cái hàng màu nâu bên cạnh kéo lên sau đó lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến khi trên kim của mình còn lại ba mũi hai nè ba nè lúc này trên kim của mình còn ba mũi thì kéo len qua hết ba chân trên kim ha ta có được hàng móc đầu tiên nè hàng móc thứ hai ta cũng có ra được ba chân ở bên dưới thì cũng đâm kim lần lượt vào ba chân và chân móc kế tiếp của hàng màu nâu ha. Chân đầu tiên nè kéo lên, tiếp tục chân móc thứ hai kéo lên, chân thứ ba kéo lên và chân thứ tư sẽ là chân của cái hàng màu nâu ha. Kéo len nè, lần lượt kéo len qua hai chân trên kim cho đến khi trên kim có ba mũi thì kéo qua hết ba chân trên kim. Và hoàn tất hàng móc thứ hai thì hàng móc thứ hai cũng tạo ra được hai chân cũng đâm kim lần lượt vào hai chân và một cái chân móc của cái hàng màu nâu và lần lượt kéo len qua hai chân trên kim đến khi trên kim có 3 mũi thì kéo len qua hết ba chân hoàn tất hàng móc thứ ba ha Hàng móc thứ tư nè, còn lại một chân. Đâm kim vào chân này và cái chân kế tiếp sẽ là chân mũi dời đầu tiên của cái hàng bên dưới ha. Đâm kim vào đây và kéo lên. Lúc này trên kim của mình cũng có 3 mũi nè, kéo lên qua hết 3 chân trên kim. Và cũng đâm kim vào chân cuối cùng ta vừa móc, móc một mũi dời. Đây ta hoàn tất được họa tiết tam giác thứ hai. Thì từ đây các bạn cứ tiếp tục tạo cho mình thêm các cái họa tiết còn lại cho đến khi hết hàng này. Đây tương tự. Sau khi đã viền lại được cái phần thân ví của mình nè. Đây cái hàng móc cuối cùng của mình nó sẽ tạo cái đường bằng cho cái phần thân ví rồi. Thì từ đây các bạn sẽ tiến hành viền lại cho mình móc lên một mũi móc xích nè mà mình sẽ viền lại cái phần thân thân ví này ha các bạn sẽ dựa vào cho mình cái mặt phải của cái hàng móc á đây là mặt phải của hàng móc ha thì mình sẽ viền lại cái phần thân bên hông này trước để viền lại các bạn sẽ để ý cho mình các cái chân móc ở bên ngoài này nè thì mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho đến cuối hàng cho đến cái chân móc cuối cùng đây đây là chân móc cuối cùng nè thì cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình vào đó ba mũi móc đơn để mình tạo cái độ cong á để mình tạo cái độ cong nè cho cái phần miệng ví của mình á còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cái đầu bên này cũng vậy ha cũng móc cho mình ba mũi móc đơn vào cái chân cuối cùng này sau đó cái phần viền còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha thì đây sẽ là các cái chân móc của mình nè Viền lại cho mình mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn Đây các cái mũi móc chéo chéo như thế này nè Là mỗi chân móc ha Cứ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi móc đơn Chân kế tiếp của một mũi móc đơn nè Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha đến cuối hàng ở đây luôn nè. Sau khi đã viền lại được cái phần thân ví và hai cái góc này cũng có 3 mũi móc đơn cho mũi chân nè, tạo cái độ bo lại. Thì khi gặp cái phần thân ví lại nè, ta sẽ có được một cái độ rộng để mình có thể tạo cái phần nắp. Đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc thêm vài hàng móc ở đây nữa để mình gắn cái khóa vào ha. Ở cái chân móc kết thúc của phần viền này rồi, tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Và ở đây lưu ý cho mình nè, ta sẽ giảm mũi ở đầu và cuối hàng móc. Tức là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào cái chân kế tiếp á. Đây là chân đầu tiên ha, bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn nè. Thì cái việc bỏ mũi này nó sẽ giúp mình có cái độ bo lại cho cái phần nắp ha các cái chân móc còn lại thì tương tự nè mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cứ móc tương tự như vậy cho mình cho đến cuối hàng ha chừa ra cho mình hai chân móc cuối cùng thì hàng đầu tiên của mình sẽ viền lại như thế này ha cứ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Sau khi đã móc đến cuối hàng, ở đầu này mình có cái độ bo nè, giả mũi để tạo cái độ bo. Thì ở cuối hàng chưa ra cho mình hai chân móc cuối cùng, thì hai chân móc này mình cũng chụm lại thành một chân để tạo cái độ bo ở đây. Thì các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào chân đầu tiên nè. Đâm kim lần lượt vào hai chân ha. Chân đầu tiên nè, tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai. Kéo lên. Trên kim của mình có 3 mũi thì kéo len qua hết chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới mình sẽ tạo ra được một mũi ở phía trên ha. Móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc thứ hai của phần viền ta cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc. Tức là đầu hàng móc mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên nè và móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn và mỗi chân móc. tương tự cho đến cuối hàng thì chưa ra hai chân móc cuối cùng của hàng ha để mình trộm lại thành một chân mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến hai chân móc cuối cùng của cái phần này nè thì nếu mà các bạn không biết được hai chân móc cuối cùng thì các bạn cứ dựa cho mình vào cái chân móc xích mà mình gây nên của cái hàng phía dưới á. Đây, đây là cái chân móc cuối cùng ha. Thì chưa ra hai chân móc cuối cùng này nè, cũng chụm lại cho mình thành một chân. Lần lượt đâm kim vào hai chân móc nè. Sau đó kéo len qua ba chân trên kim ha. Như vậy là hàng móc thứ hai của phần viền mình cũng giảm được hai mũi, một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc tiếp tục lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng móc kế tiếp cũng làm tương tự giống như hàng móc mà ta vừa móc, cũng giảm một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc nè. Mũi giảm đầu tiên ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn nè. Các chân nằm chính giữa thì mỗi chân làm một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Và hai chân cuối cùng này sẽ chụm lại thành một chân ha để giảm một mũi ở cuối hàng sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái độ dài nhất định thì tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc là được ha. Cứ móc tương tự nè, giảm một mũi ở đầu và cuối hàng móc, các chân nằm giữa thì mỗi chân là một mũi móc đơn. Ở đây mình đã móc phân viên tổng cộng là được 4 hàng móc ha, khi gặp đôi cái phần thân ví lại nè đây ta sẽ có được một cái khoảng như thế này thì bây giờ mình sẽ bắt đầu viền lại toàn bộ cái phần thân ví này thêm một lần nữa để viền thì các bạn sẽ dựa vào cho mình cái mặt phải á đây là mặt trái của hàng móc thì đây sẽ là mặt phải của hàng móc nè ta sẽ bắt đầu viền và đưa cái mặt phải lên hàng móc nha móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại nè đây ta đưa cái mặt phải ra và mình sẽ bắt đầu móc ở cái hàng móc này viền lại toàn bộ cái phần thân của ví cho đến cuối hàng thì đối với cái phần viền á cái hàng mà ta móc viền đầu tiên của cái phần thân ở phía trên này nè cũng giảm cho mình một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc giống như các cái hàng móc bên dưới ha đây móc qua chân thứ hai một mũi móc đơn nè Sau đó tiếp tục các cái chân móc kế tiếp ha, mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi viền lại được hàng đầu tiên thân trước của ví á, thì hai chân móc cuối cùng này cũng chậm lại thành một chân nè. Đây, ta viền lại được cái phần miệng của ví trước rồi ha từ đây tiếp tục vì lại toàn bộ phần thân ví nè cứ mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha thì các cái chân móc này các bạn sẽ để ý cho mình nè ta sẽ móc vào chân móc mà ta móc các cái mũi móc đơn của mỗi hàng móc á mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì khi viền lại cái phần miệng túi của mình nó sẽ có cái độ bo lại nè các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha móc hết cái vòng này nè hai cái gót sẽ tạo cho mình hai cái đường bo móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên mà mình viền á móc vào đó một mũi dời kéo và cắt len Sợi len thừa lúc này đang nằm ở mặt phải nè Ta dùng kim đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời Kéo cái sợi len này qua Đây, sau đó giấu sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm Như vậy là mình hoàn tất được cái phần thân của ví nè Đây, khi gặp đôi lại thì phần thân ví nó sẽ như thế này ha Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân bên hông này ở đây mình có chia ra các cái cạnh móc như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cách chia này. Đầu tiên thì sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của một cạnh thân hông như thế này. Ở đây ví dụ mình có được 42 mũi móc. Các bạn sẽ lấy tổng số mũi móc này chia cho 4. Thì mình sẽ ra được số hàng móc ở cái cạnh thân trước. Và lúc này mình sẽ còn lại 32 mũi móc phần thân hông mình có hiển thị trên màn hình nè các bạn muốn nó có cái độ rộng phần ví của mình á, là bao nhiêu hàng ha ở đây mình có bốn hàng móc cho phần thân hông thì lúc này phần thân dưới của mình sẽ có được bốn hàng móc nằm chính giữa nè còn lại bao nhiêu mũi móc thì mình sẽ chia đôi ta sẽ ra được số mũi móc của hai bên thân hông ha như vậy là cách chia của mình nó sẽ như thế này nè hoặc là các bạn muốn cái phần nắp của mình nó được ngắn hơn á thì các bạn cứ lấy tổng số mũi móc đầu tiên mình trừ cho cái số hàng móc của phần nắp mà các bạn mong muốn sau đó sẽ làm theo công thức phía sau thì ta sẽ ra được cái phần thân hông như thế này ha đây là công thức của phần thân hông mình nè và sau khi đã chia được các cái cạnh như thế này thì mình sẽ có được đây là phần nắp nè đây là cạnh thân hông hai bên bằng nhau ha và ở chính giữa là cái độ rộng của phần hông nè khi gặp lại thì cái phần thân ví của mình nó sẽ như thế này đây độ rộng của thân hông mình sẽ là bốn hàng móc thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn móc cái phần thân hông trước nha để móc được cái phần thân hông ở bên cạnh này nè thì đối với một số bạn móc cái phần ví của mình nó to á thì các bạn có thể sử dụng cho mình những cái loại kim không có cán ở trên màn hình mình có ví dụ cho các bạn về cái mẫu kim đó ở cái mẫu kim hai đầu của mình á, cái độ dài của đầu kim nó vừa đủ cho 14 mũi móc ở cái phần thân hông nên bây giờ mình sẽ bắt đầu móc ha. Các bạn sẽ tháo cho mình cái kim đánh dấu ở cái mũi đầu tiên ra nè. Ở mũi đầu tiên á, đây, ở cái phần thân hông của mình nè, mỗi mũi móc ta sẽ có hai cái đường móc như thế này thì tất cả các cái mũi móc các bạn đều đâm kim cho mình vào cái chân mà nằm ở mặt trái ha, là cái chân bên dưới á. Riêng cái mũi móc đầu tiên thì ta luôn đâm kim vào chân móc luôn nha, Và nguyên chân móc như thế này. Sau đó đưa sợi len ra phía sau, kéo len qua chân móc. Khi đã được mũi móc đầu tiên rồi ha, thì cái mũi móc thứ hai đâm kim vào chân móc thứ hai và đâm vào cái chân bên trong nè. Tất cả các cái chân còn lại đều đâm vào chân bên trong ha. Kéo len nè. Tiếp tục chân móc thứ ba nè, chân bên trong ha. Đâm kim vào kéo lên tiếp tục nè chân thứ tư nè đâm kim và kéo lên chân móc thứ năm kéo lên chân thứ sáu kéo lên nè chân móc thứ bảy chân thứ tám chân móc thứ chín chân móc thứ mười chân thứ mười một chân móc thứ 12. Tiếp tục chân móc thứ 13 và chân móc thứ 14. Là cái chân mà mình đánh dấu cuối cùng ở đây ha. Cũng đâm kim cho mình vào chân bên trong của chân thứ 14 nè. Lúc này trên kim của mình sẽ có 15 chân móc. Thì 15 chân móc này sẽ là cái độ cao của phần thân hông nè. Chân móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là bốn cái chân móc của độ rộng phần thân hông ha. Thì cái chân móc đầu tiên của cái cạnh này các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào chân móc nè. Ta sẽ không đâm kim vào chân bên trong nữa mà đâm luôn vào chân móc ha. Sau đó kéo lên. Như vậy là mình sẽ có tổng cộng là 16 chân móc trên kim. Các bạn lần lượt kéo lên cho mình qua hai chân móc trên kim cho đến hết ha. Lần thứ nhất nè. Tiếp tục kéo lên lần thứ hai qua hai chân trên kim kéo lên lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu kéo lên lần thứ bảy lần thứ tám lần thứ chín qua hai chân nè lần thứ mười mười một mười hai mười ba và mười bốn ta được hàng móc đầu tiên cho cái phần thân hông ha và lúc này cái hàng móc đầu tiên của mình nè nó cũng tạo ra được các cái chân móc giống như cái phần thân á đây các cái chân móc của mình nó cũng giống như cái phần thân mà mình tạo ở đây nè nó cũng đều có các cái chân móc nổi lên bên trên ta sẽ có được tổng cộng là 14 chân ha và cái chân cuối cùng là 15 chân nè cái chân cuối cùng của phần đáy á các bạn tiếp tục lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân móc bên trên kéo lên nè. Chân thứ hai nè. Kéo lên. Tiếp tục chân móc thứ ba. Kéo lên. Làm lần lượt cho đến hết hàng ha. Chân móc thứ tư. Tiếp tục chân thứ năm. Chân móc thứ sáu. Chân thứ bảy. Kéo lên. Chân móc thứ tám. chân móc thứ 9 tương tự chân thứ 10 chân 11 chân móc 12 chân móc 13 và tiếp tục ha chân kế tiếp sẽ là cái chân móc độ rộng của cái phần thân hông nè thì các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào chân móc kéo lên khi có được các cái chân móc trên kim thì lúc này ta sẽ tạo ra được một cái góc như thế này cho cái phần thân ví của mình ha lần lượt kéo lên qua hai chân móc trên kim cho đến hết nè cứ lần lượt kéo lên cho mình qua hai chân trên kim ha Đây, ta sẽ có được hàng móc thứ hai tạo cái góc vuông cho cái phần thân ví của mình nè. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình cho đến cuối hàng. Cứ kéo lần lượt qua hai chân trên kim cho đến hết. Ta được hàng móc thứ hai của phần thân hông hả? Ở hàng móc thứ ba và thứ tư các bạn cũng làm lần lượt tương tự cho mình nè. Ta cũng đâm kim vào chân thứ ba và thứ tư của cái phần đáy nè. Sau khi đã hoàn tất được bốn hàng móc của phần thân hông thì phần thân hông lúc này của mình nó sẽ có cái họa tiết như thế này ha. Và nó cũng có cái góc vuông ở phía dưới nè. Thì đây là cái chân móc của cái cạnh bên ha. Kết thúc cái phần này các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len dài ha để mình dùng cái đoạn len này mình khâu vào trong cái phần thân còn lại. ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái kim khâu mình sẽ luồn cái sợi len vào cái kim khâu sau đó mình sẽ tiến hành khâu lại ha từ cái điểm này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên của phần thân hông bên này ha cũng là cái chân thứ 14 á đâm luôn cho mình vào chân móc nha chân đầu tiên và cái chân cuối cùng đều đâm cho mình luôn vào cái chân móc nè sau đó tiếp tục đâm thêm một lần nữa vào cái chân đầu tiên nè thì chân đầu tiên sẽ đâm kim cho mình vào cái cạnh ở phía ngoài của cái phần thân bên hông nè một chân ở phía ngoài nha sau đó tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên của cái cạnh bên nè thì cái chân đầu tiên của cạnh bên các bạn luôn luôn đâm kim vào luôn chân móc ha đây đâm kim luôn vào chân móc nè sau đó kéo lên Quúc thật mạnh sợi len cho cái phần của mình nó được uh, uh, dính vào nhau hơn ha. Sau đó tiếp tục ở chân móc thứ hai và các chân móc còn lại, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc kế tiếp được hiển thị bên trên của cái phần thân này nè. Là cái chân móc ta cũng móc vào đó, móc cho mình vào cái chân này. Đồng thời ở cái chân móc bên cạnh thì đâm kim vào cái chân bên trong nha Đây hai chân móc song song như thế này và kéo lên nè. Sau đó gút cái sợi len thật mạnh ha thì phần thân của mình sẽ được nối lại như thế này nè nó cũng tạo ra được một cái đường g như thế này ha tương tự như cái bên đối diện á tương tự ở cái chân móc thứ ba nè cũng đâm kim vào cái chân bên ngoài của phần thân hông đồng thời đâm kim vào cái chân bên trong của cái phần còn lại ha hai chân móc song song và kéo lên quút sợi lên nè tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết nha đâm kim vào cái chân bên ngoài của phần thân hông nè đồng thời đâm kim vào chân bên trong của cạnh còn lại ha hai chân móc song song sau đó kéo lên guốc sợi lên nè khi đã khâu hoàn tất được phần thân hông vào cái cạnh bên của cái phần thân túi á, thì ta sẽ có được cái phần thân hông với cái họa tiết như thế này ha độ rộng sẽ là bốn hàng móc nè và ta sẽ có cái họa tiết ở phần thân hông như thế này ở bên đối diện thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình và ta sẽ bắt đầu từ cái phần thân ở bên ngoài này trước nè. Sau đó sẽ móc 4 hàng móc ở phần thân hông. Đây, ta sẽ bắt đầu móc như thế này trước ha. Sau đó lên 4 hàng móc. Được bốn hàng móc rồi thì đếm từ dưới lên trên ta được 14 mũi móc bằng cái cạnh thân hông rồi. Thì bắt đầu khâu cái cạnh này từ cái chân móc thứ 14 mà ta đếm được ở đây ha. Rồi khâu lùi về sau nè. Thì ta sẽ hoàn tất được phần thân hông còn lại. Sau đó các bạn có thể dùng cho mình một cái loại khóa. Ở đây mình dùng khóa bút nè. Các bạn sẽ gắn cho mình cái khóa này vào trong thân của ví để mình cài điều chỉnh cho phần miệng ví nè. Hoặc là các bạn cũng có thể phối những cái khóa khác nhau cho cái phần túi của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công.